nó hết thể sống nổi rồi. Ôi giời, nó cứng. Dài, nó dài. Cứng thì không có lấy cuống nữa, mà bẻ. Xong cái đây rửa. Rửa luôn ngoài này để nó ráo rồi đưa vô cắt. Thu hoạch bí ngô nha cả nhà. Quả này mới đúng là quả hồi lô này, quả này giống hồi lô nhất nè. Thua ly. Bị mấy con sóc thỏ cắn cho nên nó hơi xấu một tí. Trái có hình hồi lô phải để cuống để đi triển lãm. Buồn cười quá. Trái nó eo nhỏ tí xíu. Nó đi thi được á. Mấy trái này bé bé tí nữa tới kia mấy trái mới bự. Đây trái này còn xanh nè. Nó ra sau. Nó ra sau nhưng mà cuối mùa rồi. Trái này thôi cứ để lại nó được tới đâu nó được. Kế bên con trái chín hết rồi mà. Nó lạnh quá đâu. Mỗi trái khác nhau chút. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sơ sơ chỗ đó là 12 trái. Tiếp tục nha mọi người. Đây là, như cái trái này là do nó lạnh quá nè. Nó chưa có được ngày đâu mà nó lạnh quá cái này nó, cho nên phải thu hoạch chứ còn đúng ra nó chưa tới ngày. Nó bị nám vậy nè. Ăn nó bị sượng ở trong. Ăn bị sượng lắm chứ không ngon. Cái quả nó chắc nó làm sữa bí ngô. Ừ, nấu ăn đúng thì rồi. Nó sữa thôi. Mấy trái mà nó có được phấn rồi á, nó có phấn á thì nó ngon ngon, nhưng mà tại cái này bị lạnh không phát hiện phấn được nữa. Mấy ngày nắng cơ. Hôm nay là nắng ngày cuối rồi nha mọi người, sau ngày hôm nay là sẽ lạnh. Lần lượt đi tới. Cái trái bên này nó to hơn. Cũng cả đi mấy gần 2 kg á. Dạ. 2 kg trái á. Bé nhất thì cũng 1 kg. Trái này già. Trái này già. Và bằng trái qua. Chắc thế nào cũng được khoảng 50 trái. Bữa đếm được 4 mấy cậu không nhớ. Giờ sách tới đã. Không có rồi. Không phải đưa đến nhiều chuyến.
hơi xanh xanh, kệ nó đi đã. Kệ nó, dây nó còn xanh, kệ nó đã. Chục trái mọi người. Trong đây còn mấy trái xanh xanh, ui trái xanh to bự quá. Ừ. Mấy trái luôn. Có trời, trái này bự quá. Trái này chắc phải 3 kg. Trái này được chưa bà? Được, trái này được. Mà xanh á. Ồ trái kia to chưa vậy? Mấy cái này ra ngay vào cái gì này lạnh nhất nên không đậu được. Rồi, hết. Tê tu tê tả luôn luôn. Còn lại cỡ khoảng 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, còn khoảng 10, mấy trái, 5 trái đi. Còn 15 trái chưa hái được. Bây giờ di chuyển lại kia để rửa. Quá trình. Cái kéo đó. Chỗ này chắc phải 30 trái. Còn lại mười mấy trái còn xanh xanh chưa hái. Tính cả xanh cả chín cỡ 50 trái đi cho nó chẵn. Bí đỏ hồ lô nha mọi người. Hôm nay đã đến ngày hẹn cho mọi người xem đấy. Giờ rửa đi rồi cho sạch để phơi. Mấy bữa nó mưa nó dơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
A few moments later. Thank you.